Xin chào mọi người, chuyện là mình mới đi mua bịch cá này về nè. Thời tiết dạo này nó vô mùa mưa, nó mưa quá trời mưa luôn, đợi cho tạnh mưa rồi mới đi được á. Thì mình mua được 4 cặp cá nè. Mình thấy mấy con cá coi đỏ nó cũng đẹp á. Mình cũng nghe bảo là mấy cái dòng mắt đỏ nuôi ngoài trời nó khó dữ lắm. Thôi thì mình nuôi đại thử một thời gian coi nó làm sao. Thường á, trước khi mà tôi thả cá vô hồ á, thì tôi hay ngâm gì nè, để cho mấy con cá nó làm quen nhiệt độ với cái hồ á, với lại để nó không bị sốc nước nữa. Còn đây là cái gốc nuôi cá của mình. Hiện tại thì mình mới nuôi được có vài dòng cá hả? Chủ yếu là mình nuôi guppy thôi. Hôm bữa thì mình cũng nuôi trong nhà nữa, nhưng mà khoảng thời gian đó thì mình dẹp hết rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu mình nuôi lại. Ngâm nãy giờ cũng được 15 phút rồi đó. Bây giờ các bạn với mình thả cá ra nha. Kế tiếp thì mình sẽ lấy nước trong hồ mình đổ vô để cho cân bằng độ pH giữa hai nguồn nước á, để cho cá nó dễ làm quen hơn. Xong rồi thì mình sẽ đi khử trùng cho cá. Ở đây thì mình dùng Blue Sky 4 số 9. Blue Sky mình cũng xài lâu rồi, chắc cũng được gần năm rồi đó. Khử trùng như thế này nó cũng có nhiều cái lợi ích lắm. Nó ngăn được cái mầm bệnh trước khi mình thả cá về cái hồ mới á. Ý là tôi kỹ như vậy luôn á mà cá vẫn bệnh lên bệnh xuống hoài. Còn mà không kể chắc nó đi không còn con nào. Không biết làm sao mà tôi mê cá quá trời. Định lúc trước là nghỉ nuôi cá luôn rồi đó mà không có được. Cái tư tưởng nó cứ thôi thúc mình nuôi hoài à, nghĩ không có được. Ai mà chơi cá đi rồi mê giống tôi, bỏ không có được đâu. Chơi top wheel á thì tôi chỉ thích nuôi coi đỏ thôi, nhìn nó đẹp ghê luôn á. Mà nghe nói nuôi cũng khó lắm cho nên là tôi cũng sợ nữa. Thôi thì để thời gian nữa coi nó làm sao. Sau một tuần tôi đi ra thăm á thì mấy con cá nó vẫn ổn. Có một điều là tôi thấy nước không có ổn nha, hình như nó xanh xanh, nó xuất hiện tảo gì vậy. Nuôi cá mà tảo nó lên như vậy sao ngắm cá được trời. Nhưng mà tôi nghe nói á, là cá mà nó sống trong nước tảo nó khỏe dữ lắm. Hầu như tôi thấy cái hồ nào thì tảo nó cũng lên sinh dần hết trơn, có ngắm cá được đâu à. Chắc vài hôm nữa tôi đi thay nước hết quá. Tôi biết là có một số bạn rất là thích nước tảo, biết làm chi không, để nuôi bo bo. Còn tôi á, thì tôi không có nuôi bo bo mà tôi để tôi dưỡng cá. Để tôi dưỡng mấy con cá con này nè. Cá mà nó ở trong đây là nó bao khỏe luôn á mọi người. Hầu như là trời hổm giờ ngày nào cũng mưa hết trơn á, mà mấy con cá vẫn khỏe nha. Còn đây là cái hồ sọc ngựa của tôi nè. Tôi mới mua được 10 con. Con nào con nấy cái bụng trứng không luôn. Để vài hôm nữa tôi tách đẻ cho mọi người coi. Ở đây có con sọc ngựa màu vàng với màu đỏ hả. Định mua màu xanh nữa mà hết rồi. Mấy cái hồ này là tôi mới thay nước không á, chứ đâu có trông như vậy được. Để thời gian toàn là nước tảo không mà có thấy con cá đâu. Để bây giờ tôi đi cho tụi nó ăn cho mọi người coi ha. Mấy con cá của tôi nuôi nó dạng dữ lắm. Mấy con cá đắt nai này nè nó dạng ghê luôn. Cấp này thì tôi cũng không có cho ăn trùng chỉ nhiều nữa, tại vì mưa. Xong rồi thì quay qua tôi cho tụi nó ăn cám không à. Nhưng mà tụi nó ăn cám thấy vậy cũng khỏe lắm á. Còn cái hồ cá này tôi nuôi cá gì ta? À nhớ rồi, mấy con cá muốn đỏ. Cái tuổi này nó còn nhát dữ lắm. Tại tôi cũng mới mua bữa hổm mà, rải thức ăn vô vậy đó rồi đi xa xa à, tụi nó mới chịu bay ra. Còn mà đứng gần gần đó tụi nó núp hết trơn. Không biết tụi nó chừng nào mới dạng được đây. Ủa, nhân vật nào xuất hiện ở đây vậy ta? Thằng lằn ư? Chú làm sao mà ăn được mấy con cá của tôi? Mấy con cá này đố chú bắt được á. Để tôi lấy cái cám lười này tôi dụ mấy con cá sọc ngựa lên thử được không? Tôi cũng mới mua về à, tụi nó cũng còn nhát dữ lắm. Chắc cũng 2-3 bữa gì nó cũng dạng à, tại vì tôi nuôi cá nào nó cũng dạng hết trơn á. Coi bộ thì tụi này nó cũng chịu ăn. Tôi thấy để mà cho cá nó không nhát á thì mọi người nên cho nó ăn cám lười như vậy nè. Sẵn thì mọi người làm quen với tụi nó luôn. Bởi vậy ta nói nuôi cá như thế này mới thích nè. Chứ mà nuôi cá mà không thấy tụi nó hết trơn, tụi nó núp không mà thích gì nổi. Bởi vậy mà mấy ông mấy bà nói á, nước tảo thích dữ lắm. Tôi không có thích nước tảo rồi đó, có ngắm được con cá gì đâu. Tôi thấy mỗi lần mà cho tụi nó ăn á, nhiều khi mà thấy con cám lên mặt nước á, tảo nhiều quá, con cá nó còn không thấy thức ăn nữa. Nuôi cá nước trong như vậy thì mới thích chứ. Mới ban đầu là cũng định mua cá sọc ngựa cánh tiên màu xanh rồi đó. Tự nhiên qua tới bên đó thấy mấy con cá màu vàng đẹp quá trời luôn. Đi vớt mấy con cá màu vàng không. Với lại thì cá màu xanh thì nó cũng hết trơn rồi. Mấy bạn coi nãy giờ thì mấy bạn có để ý có mấy con cá bụng nó bự lắm rồi. Chắc mấy con đó tụi nó cũng sắp đẻ rồi đó. Tụi này mà mình không tách đẻ cho nó là nó ăn trứng hết. Mà ở đây có ai biết tách đẻ cho cá sọc ngựa cánh tiên chưa ta? Nếu chưa thì để vài bữa tôi ra clip tôi hướng dẫn cho nghe.
thì mình sẽ thường xuyên cập nhật cái bài sọc ngựa này. Mấy bạn nào mà có yêu thích cá sọc ngựa cánh tiên á thì nhớ theo dõi cho mình. Đừng quên là ấn cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Tại vì mình cũng mới làm mấy clip dài gần đây hả. Lại cuối cùng trong video thì Mê Nuôi Cá xin chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Nhớ là ấn like cho tôi đó, không là giận thiệt. Mà không like cũng không sao nữa. Còn bây giờ thì bye bye.